Ok. Thì ta sẽ lập trình vào cái gì? Thứ nhất là ta làm bằng cái Visual Studio Code. Được chưa? Đây, cái tool này. Tool này thì các bạn quá quen thuộc rồi ha. Học web, học cái gì là thường sẽ học cái tool này. Đấy. Bạn nào mà thích chơi chổi mà dùng cái tool khác thì tùy các bạn ha. Được chưa? Bạn nào chổi hơn nữa thì dùng Notepad. Còn bớt bớt thì luôn Notepad cộng cộng. Còn ông nào mà cuộn lên dùng Notepad, tùy dùng cái gì cũng được. Rồi cái browser thì đầu tiên là chúng ta học cơ bản thì cô sẽ test bằng cái browser kiểu này. Cái này là console log để các bạn có thể coi được cái log của nó ha. Tức là mình thay vì mình alert hay là mình làm gì đó để show lên thì mình log nó lại để mình xem thông tin, thì cái thông tin mà log lại nó sẽ lưu, nó sẽ show lên ở cái console log này nè. Được chưa? Đấy. Vậy các bạn nhìn là học JavaScript á, thì chúng ta có tạm thời hai cái tool này thôi ha. Một cái là cái công cụ để gõ, ta gọi là IDE. Ta gọi là IDE ha. Đây. Cái này giả sử như cô sẽ có làm. Đây, cái này là chuẩn bị nè. Chuẩn bị nè. Thì cái này các bạn là gọi là chết chà, bay xa quá. Rồi, thì đầu tiên là ôi chà. Xóa cái này đi. Đây, cái này là cái các bạn chuẩn bị cho cô một cái ta gọi là cái IDE. Cái này được gọi là ta dùng cái Visual Studio Code ha. Ok chưa? Rồi. Thứ hai nữa là cái trình duyệt á, ta dùng cái Firefox hoặc Chrome ha. Chrome. Đó, cái browser ta dùng Chrome. Ok chưa? Đó, hai cái đấy là đủ rồi. Hai cái đấy đủ rồi ha. Đấy, còn bạn nào chưa có thì cài lên. Có các bạn có thể dùng bất kỳ cái tool gì, có thể Notepad, Notepad cộng hay là IntelliJ hay là bất cứ cái gì ha. Cái gì cũng được. Rồi, thứ hai nữa là bây giờ chúng ta sẽ nói về cái JavaScript nó làm được cái gì. Đúng không ạ? Ta sẽ nói là JavaScript này nó làm được cái gì. À, nó mục đích để làm gì. Đúng không ạ? Cái này để làm gì. Nó làm được cái gì nè. À, cái này quan trọng nhá. Thì tạm thời các bạn học cái môn JavaScript đầu tiên á, là các bạn thực ra là các bạn dùng để là nó thực ra là JavaScript á, nó là cái gọi là scripting language, là ngôn ngữ kịch bản, gọi là các bạn có thể gọi nó là cái scripting language, ngôn ngữ JavaScript này nó là một cái scripting language, là ngôn ngữ kịch bản. Đấy, ta gọi là ngôn ngữ kịch bản, người ta không gọi là ngôn ngữ lập trình các bạn. À, ngôn ngữ kịch bản thì đầu tiên mục đích các bạn nhìn có thấy không ạ? Ở dưới thấy không? Thấy không? Sơ sơ ta vào Notepad vậy. Đấy, cuối cùng phải về cái Notepad. Đây. Thì JavaScript nó là một cái scripting language, nó gọi là vậy các bạn, language. Tức là ngôn ngữ kịch bản. À, kịch bản. Và mục tiêu của nó là nó nhúng vào HTML. HTML. Nếu bình thường không nhúng vào HTML nó không chạy được. Đó là tiền thân của cái JavaScript. Đúng không ạ? Và JavaScript tiền thân nó chỉ là một ngôn ngữ kiểu nhúng thôi. À, nó để hỗ trợ cái HTML để làm HTML có thể tương tác được với người dùng thôi. Ok chưa? Thì ta thường sẽ thấy bộ ba như này nè, HTML nó có một cái cặp bộ ba là HTML, CSS và JavaScript. Đấy, nó sẽ là đi bộ ba như vậy. Là khởi khởi điểm của nó. Thì thực ra sau này JavaScript nó phát triển mạnh mẽ hơn và tham vọng là thành những một cái ngôn ngữ độc lập, à, không có phụ thuộc vào HTML nữa. Thì sau này có rất nhiều cái framework hoặc là open source, ví dụ như Node.js là một cái dạng open source. Thì có rất nhiều cái framework mà được xây dựng từ JavaScript rất mạnh mẽ,
mà các bạn dùng, ví dụ nhá, nếu như các bạn là web, nếu các bạn là web thì các bạn front end web bạn sẽ thấy có rất nhiều ngôn ngữ nào, ví dụ như là jQuery nè. jQuery nó không phải là framework nha, nó là một cái thư viện library, thư viện khác mà framework khác nha. Hay là cái Angular nè, JS nè, thì cái này nó là một cái framework nè. À, ví dụ như vậy. Hay là cái thằng Bootstrap nè, các bạn nghe chưa? Bootstrap nó là một framework ha. Bootstrap nè, Bootstrap thì nó luôn nó là một cái framework mà nó support cho cái CSS này các bạn nè, cho CSS để làm web á, hiểu không ạ? AngularJS nó là cũng là một cái framework mà nó để giúp các bạn kết nối với, tức là lấy dữ liệu ở trên cái server trả về á, nó nhanh, tức thời. Nó cũng là framework của cái JavaScript. Hay là một cái open source là Node.js nè. Node.js cũng là web phát triển rất là nhiều nha. Nó là một cái open source server. À, web server. À, thằng này lại là web server cơ. Đấy, thằng này. Và nếu như các bạn học mobile đúng không? Là các bạn sẽ được học cái này, Node.js, để làm tạo cái server cho Android. Cho Android, đúng không ạ? Tại vì các bạn biết là Android nó là client, chứ Android không phải là server, nó cũng không có database, đúng không ạ? Thì nó phải dùng cái Node.js để tạo cái server để kết nối database. Mobile thì ta sẽ có, hay là cái này nè, React Native nè, ta có React React nè, cái này cũng là framework của web nè. Đấy, thì song song với cái React React này thì cái mobile của mình ấy, thì nó có một cái ta gọi là cross platform, ta gọi là cross platform, đa nền tảng hay là nhiều nền tảng á. Đó, thì ta có cái React Native, ta sẽ được học vào kỳ 5. Ngoài ra, ngoài cái này các bạn nghe thường xuyên thì các bạn cũng có thể các bạn nghe nhiều cái framework khác, ví dụ như Vue.js nè. Vue.js nè, thì tương tự ứng nó sẽ có cái Vue Native nè. Đấy, kiểu như vậy. Thì nó là tất cả những cái này nè, là các cái framework nó xây dựng dựa trên cái JavaScript. Đó. Thì các bạn thấy là mục đích ra đời của anh này ấy, thực chất là anh chỉ là một cái scripting language thôi, mà sau này nó phát triển cực kỳ mạnh mẽ. À, nhưng mà nó có ưu thì nó cũng có nhược. Có nhược điểm của nó là cái gì? Nếu như mà các bạn mà dùng quá nhiều JavaScript thì các bạn phải lưu ý một điều. Thứ nhất là nó sẽ làm chậm nhá. Nó thay vì làm nhanh thì nó sẽ làm chậm. Cái thứ hai nữa là nó không bảo mật, tại vì nó chạy phía client. Mới chạy phía client thì các bạn sâu ra cái các bạn thấy hết luôn, hiểu không ạ? Cho nên là những cái gì mà liên quan đến bảo mật dữ liệu á thì các bạn sẽ hạn chế. Tức là khi các bạn làm một cái ứng dụng phần mềm thì các bạn phải có giải pháp, tức là giải pháp các bạn cân nhắc cái nào cần để server, cái nào để client, ví dụ như thế. Đó, cái này phải cân nhắc nha. Thì nói chung là có ưu sẽ có nhược. Vậy thì ta sẽ hỏi là tại sao là chúng ta nên học cái này, bởi vì bây giờ nó là ngôn ngữ cực kỳ mạnh mẽ ha các bạn, thậm chí nó là một cái server web luôn. Đấy, trước đây không làm được JavaScript chỉ là client thôi, bây giờ nếu dùng Node.js nó là server luôn các bạn. Đấy, rồi bây giờ ta qua tiếp cái phần của mình sẽ học là phần gì nè. Chứ mấy đứa này rắc rối thiệt ta. Tôi exit cái phát coi. Nó tinh tinh từ nãy giờ luôn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp cận JavaScript từ cơ bản. Thì chúng ta phải tiếp cận nó ở với là HTML. Tại vì nếu các bạn mà tiếp cận theo framework á, thì các bạn sẽ bị bối rối. Bởi vì là cách viết trên framework nó sẽ khác với cách viết cơ bản. Cho nên chúng ta sẽ đi từ cơ bản trước. Chúng ta chỉ có 2 buổi đi cơ bản ha các bạn.
Sau đấy là chúng ta sẽ học những cái nâng cao để chúng ta có thể áp dụng vào. Chúng ta xem làm framework, các cái framework này chúng ta sẽ nhìn nó quen mắt. Chứ nếu như mà các bạn mà không tiếp cận từ cơ bản á thì các bạn chắc chắn là sẽ bối rối ha. Thì bây giờ chúng ta sang cái phần là chúng ta tiếp cận cái anh này, thì chúng ta sẽ đi từ cái nhúng HTML này trước ha. Còn những framework này các bạn tùy các bạn cần cái nào, tùy dùng library, framework, open source này, những cái nào là tùy các bạn ha. Ví dụ như là chúng ta sẽ học cái này chẳng hạn, chúng ta sẽ tiếp cận sau và sẽ có những cái sẽ bổ sung sau nữa. Rồi, thì đấy là phần thứ nhất ha. Phần thứ hai nè, bây giờ chúng ta xem, bây giờ chúng ta sẽ làm việc với JavaScript như thế nào. Đây, JavaScript như thế nào đây. Ok, thì vậy chúng ta sẽ có là nó dùng để làm gì nè. Bây giờ ta sẽ có là cái gì đấy ạ. Nếu như các bạn mà kết hợp với HTML thì JavaScript nó sẽ có những phần nào nha. Một là nó như là một ngôn ngữ lập trình khác, đúng không? Đấy là nó một cái ngôn ngữ lập trình. Nó không phải lập trình nhưng mà nó là một ngôn ngữ để các bạn viết code, đúng không? Thì nếu mà gọi lập trình thì không chính xác, nhưng mà các bạn cứ gọi cho nôm na vậy đi. Thì nó là một ngôn ngữ thì nó cũng có cấu trúc như các cái ngôn ngữ lập trình khác, đúng không? Thì nó cũng có là các biến nè, rồi các kiểu dữ liệu nè, rồi nó cũng có các toán tử nè, rồi nó cũng có các câu lệnh điều khiển nè, câu lệnh điều khiển nè, đấy, rồi đấy nó cũng có mảng nè, vân vân, đó, nhiều rất nhiều thứ. Thì các bạn sẽ học nó như là một cái ngôn ngữ lập trình, à, nó sẽ chạy như một ngôn ngữ lập trình luôn. Ngoài ra nó có một cái rất hay mà các bạn học sang các bạn sẽ bị bối rối á. Đó là cái DOM, hay tao gọi là HTML DOM. À, HTML DOM có nghĩa là gì? DOM là Document Object Model. Thì cái DOM này có nghĩa là gì các bạn? Nó sẽ có Core DOM nè, Core DOM, XML DOM nè. Thì riêng cái XML là chúng nó gần như tuyệt chủng rồi, chúng ta sẽ không nhắc tới nó nữa. Nếu mà các bạn học sắp tới mà học môn Android nâng cao á, thì cô sẽ nhắc sơ về XML thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ hầu như không quan tâm đến nó. Mà nó chỉ dùng các bạn học mà layout ở trong cái layout ở trong cái Android á, thì các bạn biết là đuôi nó là XML đúng không ạ? Thì cái cú pháp của nó y như vậy. Nó cũng có thể mở, cũng có thể đóng. Nhưng mà các bạn giờ nó chỉ dùng làm một số công việc thôi. Ví dụ như để cấu hình hoặc làm gì đó, đúng không? Chứ còn bây giờ là người ta không có dùng XML, bởi vì bản chất của XML nó tương đương với JSON đó. Đấy, thôi JSON học bài sau ha. Rồi, vậy thì DOM, bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến HTML DOM có nghĩa là gì. Thì cái anh này á, mà nhiều bạn gặp vấn đề ở chỗ này, tại vì nó lạ. Đó là nó có thể tương tác với từng phần tử của HTML, hiểu không ạ? Tức là nó có thể tương tác với từng element, phần tử của cái HTML. Đấy, nó có thể tương tác được hết. Có nghĩa nó làm gì? Có nghĩa có thể là nó làm rất nhiều thứ luôn, tạo một thẻ mới, đúng không? Rồi lấy một phần, lấy dữ liệu, tức là lấy dữ liệu trong một thẻ. Đấy, một thẻ, hay là thêm thuộc tính vào thẻ, vân vân. Thêm thuộc tính vào thẻ. Rất là nhiều thứ các bạn, nó làm được rất nhiều việc luôn, mà nó tương tác với các thẻ, mỗi thẻ như vậy có gọi là mỗi element, đúng không ạ? Thì cái này được gọi là DOM. Và chính các bạn gặp vấn đề là gặp vấn đề chỗ này, đúng không ạ? Thì đó là hai cái mà chính nhất ở trong cái phần HTML các bạn. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi từ từ, từng cái một ha. Đấy, các bạn gặp chỗ nào các bạn sẽ phải hỏi cô chỗ đó nhá. Nếu mà giảng không hiểu là các bạn phải hỏi ha. Đó, xong cho bài tập làm mà chỗ nào không hiểu các bạn cứ hỏi thoải mái ha. Ok. Rồi. À, thì bây giờ ta sẽ qua cái phần thứ nhất là cô giới thiệu các bạn là biến kiểu dữ liệu và toán tử. Đấy, mấy cái này.
Đấy. Đó. Sau đấy còn thời gian thì chúng ta đi tiếp mấy cái cấu trúc điều khiển, rồi chúng ta sẽ đi tiếp đến cái object. Đây cô ghi chưa hết nè. Object. Cái này cô làm mình là cô sẽ gửi các bạn ha, tại vì cô vừa làm vừa soạn á. Thì bây giờ nè, nhắc đến biến và kiểu dữ liệu ha. Cái này thì tôi nghĩ là các bạn cũng quen rồi. Bây giờ bạn nào thử nói cho cô một câu ngắn gọn thôi, biến là gì? Nói thử thôi, đúng sai thôi. Biến là gì? Nói thử đi Ngân. Biến là gì? Sai thôi. Thiện. Biến là gì? Hả? Lưu trữ gì? À, nơi lưu trữ dữ liệu. Nó lưu ở đâu ạ? Lưu đâu? Nó lưu RAM. Rồi ok, bây giờ vẽ nè. Đấy, khoái vẽ lắm. Rồi ok, bây giờ các bạn nhìn nào. Cái này các bạn nên biết, bởi vì lập trình phải biết. Hiểu không ạ? Kể cả ông làm game ông cũng phải biết. Được chưa? Lập trình phải biết nào. Các bạn tưởng tượng bây giờ các bạn có một cái ổ cứng và đây là một cái đây là bộ nhớ. Bộ nhớ máy tính. Thì ta có thể hình dung là thế này, bộ nhớ nó chia thành các ô. Gọi là các ô nhớ. Thực ra nó có mỗi mỗi ô nhớ là một, ta coi như nó là một một byte. Có thể một ô nhớ có hai byte, tùy theo cái biến tôi có phát nha. Kiểu in 4 byte. Kiểu float 4 byte, kiểu double 8 byte. Thì mỗi lần mỗi cái biến như vậy nó sẽ cung cấp một cái vùng nhớ, tôi gọi là một ô nhớ thôi. Nhưng mà ô nhớ để bao nhiêu là tôi không quan tâm, tôi chỉ gọi là ô nhớ thôi. Thì tôi chia thành các ô. Tôi chia bộ nhớ của tôi thành nhiều ô. Tạm thời là như vậy, chia cho vui thôi nhé. Chứ nó không phải chia như này đâu. Tao gọi là ô nhớ nha. À, nói nếu như mà là tùy từng biến nha, kiểu dữ liệu nha. Thì mỗi kiểu dữ liệu nó sẽ có một cái số lượng byte nhất định. Ok không ạ? Đấy, đơn vị nhỏ nhất của ta là bit, 8 bit là bằng 1 byte. Đồng ý không? Nhưng mà khi người ta cấp bộ nhớ người ta không gọi là bit mà người ta gọi là byte. Ví dụ thông thường á, kiểu in trong trong Java kiểu in nó chiếm là 4 byte. Kiểu float chiếm cũng 4 byte luôn. À nhưng mà trong cái C gốc đó các bạn. C mà C gốc thì kiểu in có hai bài à. Cái C mà C nha, không phải C++ nha, không phải C cộng cộng nha. Mà C không á. Là kiểu in chiếm có hai bài. Kiểu in kiểu hai, kiểu kiểu float 4 bài, kiểu double là gấp đôi kiểu float. Ví dụ vậy, double nó chiếm là 8 bài. Đó, kiểu long là gấp đôi kiểu in, kiểu short. Có kiểu short nữa, nó rất là nhiều kiểu. Thì khi các bạn cấp phát bộ nhớ, ví dụ các bạn cấp phát là integer a gán bằng 5, thì cái biến a kiểu in này nó cái ô nhớ nó cấp nó chiếm 4 bài. Đó, thì tôi cứ gọi nôm na là một ô, tại vì tôi sẽ không biết được nó bao nhiêu bài. Nhưng mà tôi sẽ coi nó là một ô nhớ. Thì cái anh này biến là gì? Biến là việc tôi đặt tên cho một ô nhớ. À, đây, tôi đặt tên cho một ô nhớ. Nó lưu trữ ở đâu? Nó lưu trữ trên bộ nhớ. Và bộ nhớ này chính là bộ nhớ RAM. Viết tắt của từ là Random Access Memory. Đấy, nó là RAM. Còn ROM là Read Only Memory. ROM. Còn RAM thì nó là cấp phát ngẫu nhiên, cho nên là cái việc nó cấp phát ở đâu mình không can thiệp được. Nó sẽ cấp phát một chỗ nào đó, nó kiếm chỗ trống và từ nó cấp phát. Cho nên lâu lâu các bạn phải dồn cái ổ cứng lại, hoặc là dồn cái RAM, hoặc là các bạn ấy lại nén nó lại á, để nó dồn vào một một chỗ. Cái việc dồn vào một chỗ để giữ nhiều cái ô trống liên tiếp. Tại vì sau này buổi tí nữa tôi sẽ nói đến mảng á, là cái ô nhớ của tôi sẽ là ô nhớ liên tiếp. Hiểu không ạ? Nó phải kiếm những cái ô nhớ liên tiếp để nó cấp. Hiểu không ạ? Thì cái này nè,
Kêu nhớ đây này, nó sẽ có một cái địa chỉ, nó có một cái address. Cái địa chỉ này nó là một cái chuỗi gì đó, hoặc là các bạn có thể đọc bằng cái mã 16 hoặc là mã 80 thì nó tùy các bạn, nó không care cái việc đó, nhưng mà các bạn chỉ biết là nó có một cái địa chỉ. Và các bạn không thể truy xuất vào địa chỉ này được trừ khi các bạn lập trình bậc thấp, ví dụ như ngôn ngữ C, hiểu không ạ? Chứ còn ngôn ngữ mà bậc cao nó không truy xuất vào địa chỉ này được. Thì làm sao tôi biết được tôi lưu vào cái gì đây? Thì anh này anh quyết định cái việc đó. Tức là cái việc mà tôi đặt một cái biến này là nó là tôi đặt tên cho một ô nhớ và tôi để lưu trữ cái dữ liệu, hiểu không ạ? Và dữ liệu này thì nó sẽ có kiểu dữ liệu, được chưa? Đó, ví dụ như thế này là cái này ví dụ trong trong Java. Còn chúng ta học, ví dụ như chúng ta học cái anh này thì biến, ví dụ như ta sẽ có là ví dụ number bằng 5. Thì khi đó cái cú pháp khai báo biến ở trong JavaScript thì nó sẽ khác cái ngôn ngữ khác ở chỗ là nó dùng từ khóa var là viết tắt của variable, tức là biến, đúng không ạ? Còn number là tên biến và số 5 là giá trị của biến, đúng không ạ? Thì kiểu dữ liệu của JavaScript thì nó có mấy kiểu dữ liệu như sau. Một tức là primitive. Đấy, tức là nguyên thủy, kiểu nguyên thủy. Hai là một vài kiểu đặc biệt và bốn à ba là kiểu tham chiếu. Reference. Tham chiếu thì ta có array và object. Đó. Thì ở trong JavaScript nó không phân biệt kiểu int, kiểu float, kiểu double mà nó chỉ là kiểu số thôi. Nó không phân biệt kiểu char hay là kiểu string mà nó chỉ có kiểu string thôi. Tại vì nếu như các bạn làm Java thì nó có kiểu character. Character và string, đúng không ạ? Thì anh này chỉ có string thôi. Thì nó có thêm kiểu boolean. Kiểu boolean là kiểu luân lý, tức là chỉ có true false thôi, đúng không ạ? True false. Đấy. Hai là các cái giá trị đó là undefined, tức là nó không xác định, null là set nó không có gì. Nếu nếu như các bạn học về cái bộ nhớ thì null có nghĩa là gì? Tức là nó không 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 có địa chỉ cho nó luôn. Null là gì? Null là cái khi tôi đặt một biến mà bằng null, tức là nó sẽ không được cấp bộ nhớ luôn, không có trên bộ nhớ luôn. Tôi lấy một cái ví dụ như này, các bạn học Android đúng không? Học Android nè, Java nè. Ví dụ các bạn để như này nhá. Ví dụ như các bạn để là sinh viên, SV bằng new sinh viên. Rồi cái gì đó, thì cái này ta được gọi là object. Nếu trong Android đúng không? Trong Java nó là object. Toán từ new này là dùng để cấp phát bộ nhớ. Không có toán từ new này thì nó sẽ null, đúng không ạ? Thì nó tương đương với cái việc này, nếu như không có cái này các bạn để null thì nó không cấp phát bộ nhớ. Tức là nó chỉ khai báo biến và để đó thôi, một cái object để đó thôi, và nó trên bộ nhớ nó không hề có để lưu, không không có chỗ để lưu trữ. Hiểu không ạ? Còn nhưng mà ngược lại tôi để cái này là new sinh viên thì cái này nè, nó sẽ cấp phát bộ nhớ cho cái vùng này trên RAM. Trên RAM. Hiểu hiểu chỗ này không? Hiểu không ạ? Đấy, thì null có nghĩa là gì? Set nó không có gì. Và đồng nghĩa với cái việc là trên bộ nhớ nó cũng không có chỗ để lưu trữ luôn. Nó đang đứng ở bơ vơ ở chỗ nào đó. Đúng không ạ? Còn undefined là không xác định nha. Rồi. Đó thì reference là kiểu tham chiếu. Nếu mà nhắc những kiểu tham chiếu này thì nó phải nhắc đến là khái niệm là tham chiếu và tham trị. Thì tham chiếu nói cái này nó dài lắm, tức là chắc là tôi phải nói đến phần hàm tôi mới nói cái này thôi, không sợ các bạn không hiểu chỗ này, cho nên là chỗ này tôi tạm thời tôi không nhắc kỹ cái này nhá. Thì các bạn hiểu là kiểu tham chiếu nó có array và object, đúng không ạ? Array và object. Đó, thì ở đây là có mấy cái kiểu như này là kiểu cơ bản ở trong JavaScript. Vậy là chúng ta vừa có cái gì đấy ạ? Khai báo biến, đúng không? Kiểu dữ liệu đúng không ạ? Đây. Ok, nhắc sơ sơ tí thôi, tí nữa ta sẽ code sau. Toán tử. Toán tử thì nó sẽ có các loại toán tử như sau. Toán tử số học ta gọi là arithmetic operator. Cộng trừ nhân chia phần trăm và cộng cộng trừ trừ. Các bạn có cần phải nói kỹ về cộng cộng trừ trừ không? Có cần nói không?
Không cần, ok, tốt. Toán tử so sánh. Toán tử so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, lớn bằng, nhỏ hơn bằng, bằng bằng. Bằng bằng bằng. Có cần nói về bằng 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 không? Có đúng không? Ok, bây giờ demo luôn ha. Đây. À. Rồi bây giờ ta sẽ bắt đầu nói đến đâu code đấy nè. Các bạn tạo có một cái folder. Tôi sẽ tạo một cái folder. Đâu nhỉ? Đây. Đây tôi tạo cái folder của tôi ở đây, new folder nè. Demo. Thôi demo đi. Ok. Rồi. Có buồn ngủ lắm không mấy đứa? Hả? Buồn ngủ hả? Tại vì có đứa nó ngủ say sưa kìa. À không, demo xíu tí tôi cho mở cái bài tập ra làm. Rồi bây giờ nè, first demo nè, chấm nè. Các bạn nhìn nhá, chúng ta sẽ, tôi sẽ tách ra hai file. Một file là HTML để nó chạy. Đúng rồi. Và tôi sẽ tạo cái thư mục tôi để JS. Folder nè, JavaScript nè, tôi để JS vào đây. Đúng không? First demo chấm JS ha. Để các bạn quen với khái niệm các bạn dùng với JS nè. Bây giờ gọi trong này nè. Ok. Chấm than nè. Enter nè. Nó ra cái này. À, thì ở đây các bạn nhúng cái file first demo này vào thì các bạn dùng cái thẻ script. Vậy nếu như nói để các bạn sau này nếu mà làm web các bạn cũng dễ dàng để thực thi nha. Nếu như để trong HTML á thì JavaScript để tốt nhất ở đâu ạ? Cái code JavaScript để tốt nhất ở vị trí nào ạ? À cuối cùng. Thật ra cuối cùng. À nhưng mà để sau cùng này cũng được luôn. Hiểu không ạ? Thì các bạn có thể script. Đấy. Được chưa? Để sau cùng này cũng ok luôn. Thì các bạn mới gọi cái file này thì chúng ta sẽ gọi như sau. Nhớ là nó vẫn có thể đóng nha. Cái này là gì? SRC đúng không? SRC nè. Cái này là chấm sẹt JS nè. À, first demo nè, ok chưa? Đấy. Bây giờ để trên này chạy ổn định nhá. Cô click chuột phải nè. Cô open with license. License. Được chưa? Thì nó chạy nè, chưa có gì, đúng không? Cô nhấn F12 nè. Để nếu mà có slot thì nó sẽ ra đây. Code nó sẽ ra đây, cô thu nhỏ anh này lại. Thấy không? Đấy, cô để sang một bên góc. Nói chung chữ cô hơi bừ, thông cảm nhá. Hồi ngày xưa đi học viết chữ bừ, giờ nhìn chữ không bừ. Chứ không phải là do già mắt mờ nha. Ok. Cho vào đây, được chưa? Rồi, anh này có thể thu lại như này nè. Ok, được chưa? Để này các bạn nhìn cho dễ ha. Rồi, bây giờ tôi không quan tâm đến khúc này bởi vì tôi đang code JavaScript. Đúng không? Và tôi sang bên này tôi code thôi. Và khi tôi lưu lại á, thì anh này anh cũng chạy, anh refresh theo nè, các bạn thấy không? Thì tôi lưu lại cho anh bên này anh refresh theo bởi vì tôi đang khởi tạo cái này là gì? Click của nó là tôi đang open live serve. Open này nó mới chạy á. Tức là lưu đây bên này chạy, lưu bên này chạy. Ctrl S là bên này nó sẽ refresh. Cho nên các bạn nói chung là cũng rất là tiện ha. Rồi, bây giờ tôi đang demo cái, các bạn đang cần cô demo cái này. Bằng bằng bằng. Ừ. Rồi, bằng bằng bằng. Ok. À, bây giờ nha, toán tử nè. Toán tử bằng bằng và bằng bằng bằng. Bây giờ giải thích nè. Thì cái hai dấu bằng là nó sẽ so sánh hai giá trị. Nó chỉ quan tâm đến value có bằng nhau hay không thôi.
Còn cái kiểu dữ liệu như thế nào nó không quan tâm. Hiểu không ạ? Tôi lấy ví dụ như sau. Tôi đặt một cái biểu thức A, và A gắn bằng biểu thức, gắn bằng nè, một cái biểu thức nè. Ví dụ như tôi để cái này là, cái này là chuỗi hay là, cái này chuỗi hay là bô lần ạ? Chuỗi. Bằng bằng cái này là chuỗi hay bô lần ạ? Bô lần. Bây giờ tôi sẽ console log anh này ra. Console log. Ok. Tôi console log cái biểu thức này ra. Rồi các bạn nói là biểu thức này trả về true hay false? Tại sao true? Ok, add cái coi. Ủ phone này kìa. Rồi. Từ. Tôi lấy cái số khác đi, tại thằng này nó nhạy cảm lắm, tôi bị dính thằng này mấy lần rồi. Cái này trả về true hay false? True hay false? Add nha. Cái này mới được là cái thằng bốn lần kia nó vướng mấy cái cơ. Tôi vừa trước bị vướng cái bốn lần mấy lần rồi. Khó chịu lắm. Thằng bốn lần cực kỳ khó chịu. Được chưa? Rồi bây giờ nè, nghĩa là cái anh hai dấu bằng này nè, nó sẽ bằng nhau khi mà value nó bằng nhau. Còn nó không quan tâm là kiểu. Rõ ràng là cái năm kia là chuỗi, còn năm bên này là số, đúng không? Nó vẫn cho bằng. Bây giờ nè, có thay dấu bằng này thành ba dấu bằng, trả về gì? Phụ trôi phone. Phone hả? É cái phone. Vậy cái ba dấu bằng nó thể so sánh vừa cả value vừa cả kiểu. Tức là kiểu phải giống nhau và value phải giống nhau. Có hiểu không ạ? Bây giờ tôi đổi lại nhá. Số 5 bằng số 5 này. Số thì ok. À bây giờ nè, lưu nè. Phải chua? Phải chua? Có hiểu không ạ? Đấy. Thì các bạn lưu ý cái đấy. Và cái toán tử này nhớ chỉ có JavaScript có thôi. Java không có đâu. Hiểu không ạ? Ngôn ngữ khác không có đâu. Cho nên các bạn phải lưu ý chỗ này. Đấy. Nếu mà muốn bắt chặt chẽ thì phải dùng bằng bằng bằng. Tức là nó vừa bắt cả kiểu, vừa bắt cả value. Rồi cái toán tử mà chấm than, tức là chấm than bằng là gì ạ? Chấm không bằng. Và chấm than bằng 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 cũng vậy, nó tương ứng như vậy, cũng không bằng luôn. Được chưa? Nhưng không bằng bắt, tức là bắt theo kiểu ha. Được chưa? Vừa kiểu vừa kiểu vừa value ha. Cái anh này ngược lại thôi. Anh này nè, ngược lại với anh này thì ngược lại với anh này. Thế thôi. À, chấm than bằng bằng chứ, xin lỗi. Nhầm, sorry. Đấy, chấm than bằng bằng thôi. Chứ không phải bằng 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 nữa. Ok chưa? Rồi, ok, xong cái này nha. Giải thích code xong nha. Rồi, tiếp, toán tử gì nữa các bạn? Toán tử luân lý. Cái này thì có phải nói nữa không ạ? Và hoặc và phủ định. Chấm than là phủ định. Nếu là true nó sẽ trả về false. Phủ định của true là false và phủ định của false là true. Rồi toán tử chấm hỏi hai chấm có biết không? Demo nha. Chấm hỏi hai chấm được gọi là toán tử băng hồi. À, ví dụ điều kiện chấm hỏi value 1 bằng hai value 2, ví dụ như này. Bài toán tôi xóa anh đi. Ta xét cái bài toán nè. Nhập hai số, cho hai số A và B. Được chưa? Cho hai số A B. À, tìm số max của A B. Tức là tìm số lớn hơn. Bây giờ ta giải ví dụ A gắn bằng 5 và A gắn bằng 5, B gắn bằng 10, đúng không? Rồi bây giờ max nè, và max gắn bằng. Nó so sánh nè, A lớn hơn. Nếu A lớn B thì cái max này sẽ là nhân là A. Còn không nó sẽ nhân là B. Thiếu chấm hỏi nha.
Đấy, và các bạn, con số log ra cái anh là max. Được chưa? Thấy gì không? Thấy không? Thấy không? Cái này nó thay có lệnh if. Nó so sánh biểu thức A lớn B. Nếu đúng, trả về đúng có nghĩa là B thì cái max này sẽ bằng A, và cái ngược lại thì cái max này sẽ bằng B. Vô một dòng luôn. Ba số hả? Được chứ? ABC thì như này. Nếu A lớn B đúng thì tôi so sánh tiếp B lớn hơn B lớn C. Nếu A lớn B đồng thời B lớn C thì max sẽ là A. Còn không thì nếu ngược lại A không lớn B, A lớn B mà B lại không lớn C thì tôi phải so sánh A với A với C. Hiểu cách chưa? Hiểu cách làm chưa? Không. Đây nè. Nghe nè. Cái anh này anh áp nhơn lắm. Anh hỏi thêm cái nữa anh. Đấy, học mà học kiểu này là cũng hơi bị hài não á. Sao nặng quá nhỉ? Thì không không, các bạn đừng quan tâm. Đúng rồi, đừng quan tâm. Chỉ biết là cô có thể lông được. Còn lông như nào thì nhà ngồi mà lông. Có nghĩa là gì? Đừng có quan tâm cái việc này. Các bạn đừng có quan tâm cái đống rối đóng này. Nhưng các bạn biết là ở trong cái phần đấy các bạn có thể lông thêm một cái biểu thức nữa. Các biểu thức có thể lông nhau nhưng mà ai làm này cực chết. Hiểu không? Trời ơi, nhưng mà khi nó phức tạp mình phải làm cái khác chứ, ai làm cái này làm gì? Nhưng mà khi bạn hỏi là nếu như ba số thì sao, cô vẫn giải quyết được. Hiểu không? Làm được. Đó, cụ thể làm như vậy, con hiểu không? Chúng ta tính xong. Đúng không? Được chưa? Hiểu chỗ đấy chưa? Thì thông thường ấy, để dễ hiểu thì những cái này các bạn thường sẽ làm cái đơn giản thôi, cho các bạn dễ hiểu, chứ mà phức tạp, các bạn lông có mấy chục cấp, các bạn chết. Ai làm này? Ai làm thế? Ông kia, ông hỏi học bùa quá. Đấy, nó sẽ lấy là 10 đúng không? Bây giờ cô đổi chỗ nè. Cái này 15 thì nó sẽ mắc là 10. 15. Nó cần, nó không cần cái ngoặc thì nó bỏ cái ngoặc thôi. Đâu cần thiết đâu. Được chưa? Tôi làm nó chặt chẽ. Ai cô nên mời nó khỏi lâu. Làm cô làm nó chặt chẽ, còn nó ấy, nó con vẫn nói nó phải lại cốt này. Ok chưa? Đó là toán tử này, được gọi là toán tử ba ngôi. Lưu ý nè. C cũng có toán tử này, C cộng cộng cũng có, Java cũng có luôn. Còn nếu các bạn chưa biết thì đó là tại các bạn chưa biết thôi. Các ngôn ngữ gốc có toán tử này luôn. Nhiều bạn cô chỉ cái toán tử này trong môn JavaScript của bạn ấy. Ủa? JavaScript có, Java không có hả cô? Java có luôn. Các ngôn ngữ khác có toán tử này luôn. C, C cộng cộng, Java có. Được không? C Sharp có. Biết C Sharp là ngôn ngữ gì không? Lập trình .NET á. À, ôi trời. Quên, xin lỗi, cái lớp này học game. Đang học C Sharp. À, có luôn. À, ừ. Đấy. À, rồi, bây giờ ta tiếp tục nha. Vậy là ta đi sơ sơ. Rồi, khoan, đến đây hiểu chưa đã? Được chưa? Bây giờ có cần làm rõ mấy cấu trúc này không? Nghe nè. Cấu trúc điều khiển đúng không bạn? Cấu trúc điều khiển dùng để làm gì?
Cấu trúc điều khiển là để mình viết code, viết các luồng để mình giải quyết một cái bài toán nào đó, đúng không? Giải quyết một công việc nào đó trong code. Thì cấu trúc điều khiển nó sẽ có mấy loại cấu trúc như sau. Một là cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, tức là cấu trúc lựa chọn đó, if, switch đó ha. Cấu trúc lặp, ví dụ như là for why, do why, for x, for in đó. Đó. Rồi cấu trúc nhảy là có cái gì ạ? Trâm có cái gì ạ? Câu là nhảy á. À có cả go to, đúng rồi, câu break nè, continue nè, exit nè, return nè, go to nè, đúng không? Nhưng mà khuyến cáo là không, go to không bao giờ dùng, không nên dùng, bởi vì nó làm cho cái cấu trúc của các bạn nó bị đảo lộn, nó không đúng cái luồng logic nữa, đọc cực kỳ khó, mới chạy nó cũng dễ bị lỗi mà bất cực kỳ khó. Tức là bị lỗi mà các bạn bên trên lần một cái gì đó cực kỳ khó luôn. Cho nên người ta hạn chế dùng go to hầu như không dùng. Nếu các bạn search một cái code nào mà có cái go to á, thì code đấy chắc chắn phải cổ điển lắm rồi. Tức là xưa ơi là xưa rồi đó. Hiểu mà không ai dùng bây giờ nữa. Rồi, bây giờ có cần phải giải thích cái này không? Mấy cái này cần không? Em không, nhưng các bạn khác có ai cần không? À, Huy, Đình Huy chắc rồi hả? Lâu ngày không gặp Đình Huy. Rồi. Có ai cần câu hỏi thật, cái này các bạn đừng có ngại nha, nói cần cô giải thích, cô giải thích. Lâu lâu mới có bữa học chung với nhau. Hiểu không? Mới triển khai như này chứ trên lớp không có thời gian đâu. Lớp này có kinh ru gì? Thôi đi tiếp ha. Đi tiếp hả? Giải thích hả? Không có hiểu. Hả? Nói thì nói. Rồi, tại sao phải gọi nó là cấu trúc điều khiển? Đơn giản là như thế này. Cái này là một cái luồng dữ liệu, các bạn nó chạy từ trên xuống dưới như thế này. Được chưa? Cái luồng của nó, cái flow của nó là flow á, flow chứ không phải follow nha. Flow của nó là nó chạy từ trên xuống dưới. Cái nào viết trước chạy trước, cái nào viết sau chạy sau. Thì cái câu lệnh tuần tự là y chắc vậy. Câu tuần tự là ví dụ như khai báo biến va a bằng 5 rồi a cộng bằng a cộng 7 gì đó là gọi là câu lệnh tuần tự. Thì cấu trúc rẽ nhánh nó thay đổi cái điều khiển, nó điều khiển cái việc cái luồng này đáng lẽ nó đang chạy đến đây, đúng không? Thì nó có thể bỏ qua câu lệnh này và nó chạy một câu lệnh khác. Cái câu lệnh này có thể bỏ qua, cái đấy là rẽ nhánh, nó đi một đường khác, đúng không ạ? Hoặc câu lệnh lập. Câu lệnh lập là nó là một cái đoạn code nào đó nó sẽ chạy lặp đi lặp lại, đúng không ạ? Thì thay vì nó chạy một đường thì một cái đoạn code này nó sẽ chạy lặp đi lặp lại, nó chạy lên xong nó lại chạy ngược, nó lại chạy lên như vậy, nó lặp đi lặp lại nhiều lần, thì đó là cấu trúc lặp. Hay là nhảy, tôi đang lặp về tôi lại bay ra ngoài, tôi nhảy ra ngoài, tôi thực hiện một công việc khác, ví dụ như vậy. Thì những cấu trúc này ta gọi là cấu trúc điều khiển. Đó, tất cả các ngôn ngữ lập trình hầu như nó giống nhau, đúng không ạ? Giống nhau, hoặc là nó khác thì khác chút xíu thôi. Đấy, vậy tôi sẽ giải thích từng loại câu lệnh một cho các bạn nhá. Câu lệnh tuần tự thì khỏi ha, câu lệnh này thì dễ quá. Ví dụ như là va a bằng 5 rồi a bằng 5 rồi a cộng bằng a có cái toán tử. Toán tử này nè, khi sáng cô có giải thích cho các bạn đó. Toán tử này là toán tử gọi là toán tử gán, phép gán, nhưng phép gán này đặc biệt, hiểu không ạ? Thì cái phép gán này là nó nằm ở trong cái mớ toán tử này. Đây, toán tử gán. Gán thì nó có dấu bằng là toán tử gán nè, cộng bằng nè, nhân bằng nè, chia bằng nè, trừ bằng nè, phần trăm bằng nè. Thì cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là ví dụ như a ví dụ a cộng bằng 5 thì nó tương đương với
À đúng rồi, A bằng A cộng 5. Đó. Cái mấy cái khác tương tự. Tức là nó sẽ là cộng dồn. Cộng dồn vào. Tức là bằng một cái biểu thức cộng với chính nó. Đúng không ạ? Cộng với chính nó. A cộng bằng 5 thì tương đương với A bằng A cộng 5. Tức là lấy cái biểu thức đằng sau cộng với chính nó. Tức là ta viết ngắn gọn lại. Đúng không ạ? Tức là toán tử, cũng là toán tử, gọi là toán tử gán. Đây là phép gán, đây là phép gán cộng với biểu thức nè. Đấy, nó có những cái kiểu gán như này. Rồi. Thực ra có một cái toán tử cộng cộng và trừ trừ thì không biết các bạn hiểu như nào thôi. Thì các bạn cứ có gì không hiểu thì ta sẽ nói sau. Rồi. Vậy thì đây cái toán tử, cái hai cái câu lệnh này được gọi là hai câu lệnh tuần tự. Bây giờ cấu trúc rẽ nhánh nha. Nó sẽ có các loại cấu trúc như sau. If if L nè. If else if nè. Đúng không ạ? Liên tiếp. Đó, rồi if lồng nè. If lồng nè. Lồng nhau nè. Mà lồng nhau là chuyển rất bình thường vào câu lệnh switch. Câu lệnh switch. Switch case đúng rồi, câu lệnh switch. Vậy, cô sẽ lấy một cái vài ví dụ với if else if ha. Đây. À, nó hơi đơn giản, nó đơn giản thôi chứ không có gì cả. If else if else if. Rồi xóa cái này đi. Đây. À, thì bây giờ giả sử như ta có một cái bài toán là nhập vào một số. Nhập vào một số. Rồi kiểm tra số đó là chẵn, có phải là số chẵn hay không? Kiểm tra có phải số chẵn hay không? Chẵn thì in ra thông báo. Đúng không? Đấy, chẵn thì in ra thông báo, còn lẻ thì khỏi in. À. Không, tôi thích không in. Rồi comment này là control chấm hỏi là nó comment nha các bạn. Rồi. Đây là comment một dòng, comment nhiều dòng nó sẽ là xẹt sao sao xẹt. Đúng không? Sao xẹt. Đấy, ô quên nhầm, xin lỗi. Sao xẹt phải nằm ở đâu ạ? Trời ơi, cuối đi, nói lịch sử đi. Rồi. Ok chưa? Bây giờ nè. Thì giả sử như tôi có một số rồi đúng không? À và A bằng 6. À tôi check cái số. Cái này các bạn có thể nhập ở ngoài vào, bây giờ tôi không cho nhập, tôi cho gán luôn. Rồi, nếu A sao ạ? À chia dư cho 2 mà bằng bằng 0 thì tôi mới console log là A là số chẵn. Còn nếu muốn là muốn cái A mà có sẵn rồi, ta ghi A cộng bằng cộng số chẵn thì nó sẽ in ra 6 là số chẵn. Nó không ghi A là số chẵn mà nó sẽ ghi 6 là số chẵn. Cái này chồng cộng chuỗi là biết rồi nhá. Cộng chuỗi thì biết rồi. Rồi bây giờ nè, câu lệnh if là như vậy. Bây giờ nghe nè, tôi giải thích một tí nhá. Thực ra thế này, cái dấu móc tròn móc nhọn này, nếu như mà sau câu lệnh if mà có một dấu móc nhọn, một câu lệnh thôi thì ta không cần dấu móc nhọn này, vẫn ok. Hiểu không? Thì nó sẽ là như này. Nhưng mà nếu các bạn đi làm một số nơi á, ví dụ như làm F-shop chẳng hạn, cứ sau một cái cấu trúc điều khiển á, nó bắt buộc phải để dấu mốc nhọn. Không để dấu mốc nhọn nó coi là một cái bug. Các bạn thấy không, tôi để như này các bạn lưu lại nhìn nó các bạn sẽ không biết ô cái nào ra cái nào, nhìn rất là rối đúng không ạ? Nhưng mà nếu các bạn để như này á là các bạn nhìn nó ra luôn là nó lặp thuộc if luôn. Nhưng các bạn nhìn là ra thuộc là if luôn. Hiểu không ạ? Hai cái cú pháp nó khác nhau. Rồi chưa kể nhá. Thực ra cái câu lệnh, cái bài toán của cô chỉ cần dùng if là đủ. Đúng không? Không cần else, tại vì tôi đâu cần ngược lại, tôi đâu cần làm gì đó. Không cần else. Nhưng mà một số nơi cũng như khi nãy nó có một số cái guide, cái hướng dẫn đó, nó bắt buộc nó có một cái số quy tắc. Bắt buộc có if là phải có else. Và khi else mà không làm gì cả, nó mắc cười lắm, nó để là nó để comment này nè, do nothing. Nó để vậy đó.
là bắt buộc đó các bạn. Đã if là phải có else. Sau if, sau for, sau while, một câu lệnh cũng phải để dấu mốc nhỏ. Đó là một số cái quy ước. Đấy. Bởi làm sao? Người ta nói là nếu như không rơi vào if mà nó lại bị lỗi nữa, hay là gặp một cái tình huống nào đó nó không rơi vào if cũng không rơi vào else thì sao? Nó không rơi vào if thì nó không thực hiện hoặc nó bị lỗi, thì cái else này nè để nó vớt cái tình huống còn lại. Hiểu không ạ? Đấy, nó rơi vào đây. Đấy. Để mình xử lý cái tình huống còn lại. Và cái này là để nó tránh một số cái lỗi. Các bạn nói làm gì có lỗi? Có. Giống như các bạn học toán á, có những cái con số mà mắc cười lắm. Con số mà các bạn không bao giờ thấy xuất hiện nữa, vẫn có số. Đấy, nó toàn học á, hiểu không ạ? Có số xấp xỉ, có số gì gì tùm lum số, đúng không? Có đủ các loại số hết trơn. Có hết. Đấy, ok, ví dụ 5 thì nó không làm gì cả. Nó không có thực hiện công việc gì hết. Nó không có lock, không làm gì cả. Hiểu ý không ạ? Thì chỗ này người ta để nó luôn là thành, đó là if else. Còn if else if là gọi là, ta hãy gọi là if bậc thang. Nó dành những cái bài toán như này các bạn này. Ví dụ như nó có một cái, nó có một cái khoảng, nó sẽ chặn từng khoảng một. Hiểu không ạ? Không rơi vào khoảng này thì nó sẽ rơi vào khoảng sau. Điều nếu, ví dụ bài toán điểm, kinh điển nhất là bài toán điểm đúng không? Nếu điểm từ 10 đến 9 thì học sinh xuất sắc. Còn ngược lại thì, ngược lại thì nó sẽ không rơi vào cái 9 và 10 nữa, mà nó rơi vào khoảng còn lại. Tôi lại íp tiếp. Hiểu không ạ? Bản chất nó là íp lồng nhau. Bây giờ nha, cái bài toán thứ hai là bài toán gì đấy ạ? Xếp loại. Để ta dùng cái nào cũng được, nhưng ta dùng cái if else if nó tiền á. Nếu điểm lớn hơn 9 thì nó làm cái gì đó. Ngược lại, khi mà gõ ngược lại có nghĩa là nó sẽ không lớn hơn 9 nữa. Hiểu không ạ? Nó sẽ rơi vào dưới 9. Thì if tiếp, tôi lại kiểm tra tiếp, lớn hơn 8, lớn bằng 9. Đây, cái này ví dụ vậy. Thì nó rơi vào điểm lớn hơn bằng 8. Thì học sinh giỏi chẳng hạn. Đó. Rồi tôi lại ngược lại. À, khi mà nó ngược lại, cái phần mà nó rơi vào ngược lại có nghĩa là nó không thể lớn hơn 9 và cũng không thể lớn hơn 8 nữa. Đúng không ạ? Nó phải nhỏ hơn 8 cơ. Đấy. Thì nó sẽ if gì đó chấm chấm. Thì những cái bài toán mà chia từng khoảng như này này thì ta dùng câu lệnh if, else if. Hiểu không? Chia khoảng ấy. Đây. Để các bạn chặn những cái tình huống còn lại. Hiểu không? Nếu điểm tới 9 nó chắc chắn nó rơi vào cái vế đầu tiên, đương nhiên nó sẽ không rơi vào hai vế còn lại. Nhưng nếu các bạn viết này là trật nè, nếu bạn nào nè không có else, các bạn if xuống enter, nó không lỗi đâu mà nó trật. Ừ. Vậy if điểm hơn 9 nó cũng chạy, mà if điểm hơn 8 nó cũng chạy, vì tôi cho bằng 8,5. Thì nó vừa rơi vào đây, vừa rơi vào đây. Hiểu không ạ? Cho nên cái else nó đi chặn cái tình huống còn lại. Hiểu không ạ? Hiểu ý không? Đó là, thực ra thì cái này cũng không phức tạp quá đâu. Các bạn thích dùng cái nào dùng thôi, dùng sai mình dùng lại ha. Nói từ nãy giờ tôi nói sai. Tôi chỉ nói liệt kê là các bạn nên dùng cái gì thôi nhá. Còn cấu trúc cú pháp của nó sẽ là như vậy. If else if. Và thường cái chốt chặn của nó sẽ là else, chính xác. Đây, không có ngoặc đâu nha. Cái chốt chặn của nó sẽ bao giờ cũng là else, là chốt chặn cuối. If else if, và cuối cùng sẽ là cái else, cái cuối cùng, cái tình huống còn lại. Rồi, câu lệnh switch nè các bạn. Câu lệnh switch nè. À, câu lệnh switch gì đó. Xong để các bạn có case. Ví dụ cái hằng số gì đó. Ví dụ như là tôi nhập vào một cái string, cái chuỗi, và CH bằng bằng gì đó nha. Ví dụ bằng A chẳng hạn. Thì tôi kiểm tra CH. Thì nếu như cái CH này mà các bạn nhập từ ngoài vào, nếu nó là anh ốm em ú ì thì ta bảo là nguyên âm, đúng không? Còn ngược lại thì nó là phú âm,
ví dụ như thế. Thì ví dụ như là case, như cái này anh ốm đúng không, rồi case anh ốm đó, rồi gì đó nữa, em ui, thì ta mới xuất ra thông báo là số nguyên âm break default. À trời ơi, nó không táp vậy. Cái này sẽ là phụ âm đó, ví dụ như vậy. Ok, nó lỗi này, kệ nó đi. Rồi thì các bạn nhìn nào, à tại sao mà cây này không có break đúng không? Ờ, tại vì khi cây không có break thì nó sẽ không thoát và nó sẽ chạy xuống cái dưới. Khi nào gặp break nó mới thoát ra ngoài. Đấy, cái này trong Java có, đừng có ngạc nhiên. Không biết luôn hả? Rồi, vậy thì tôi sẽ làm một bài toán. Các bạn không biết luôn thì tôi sẽ làm một cái bài toán như sau. Tôi sẽ làm một cái bài toán như sau. Nhập vào một cây số, nghe nè, nghe nè, nhập vào một ký tự. Nhập vào một ký tự. À, bây giờ tôi xử lý cái bài này luôn nha. Rồi, nhập vào một ký tự, kiểm tra là nguyên âm hay kiểm tra là nguyên âm hay phụ âm. Ký tự đó là nguyên âm hay phụ âm nha. Rồi các bạn nhìn nào, CH tôi gắn bằng prompt để nhập từ bàn phím vào, đồng ý không? Cái này là tôi xóa đỡ mấy cái này đi, thực ra comment cũng được mà tôi xóa đi khỏi nó mất thời gian. Ok chưa? Đây. À tôi sẽ nó không chạy hả? CH bằng prompt. Quá xong nó. Tôi lưu rồi mà. Đây đúng rồi, được rồi, ok. Rồi, bây giờ nhé. À bây giờ nè, bây giờ nếu tôi sẽ kiểm tra nè, đầu tiên nè, tôi phải kiểm tra cái ký tự này phải là chữ. Còn nếu không phải là chữ thì tôi không kiểm biết được nguyên âm phụ âm. Đúng không? Thế là bây giờ mình phải xác định mình giải bài toán này như thế nào. À thì nhân tiện đây tôi nói luôn rồi này. Hôm qua có một bạn hỏi tôi là cái giải thuật là cái gì, đúng không? Thì bây giờ tôi nói nè, giải thuật là cách giải một bài toán. Thì bây giờ cho một bài toán thì đừng có làm vội, mà bây giờ mình sẽ xác định cách giải như thế nào đã. Thì bây giờ tôi đọc cái bài toán như này. Kiểm tra cái này là nguyên âm hay phụ âm. Thì bây giờ trước tiên là tôi phải nhập, bước 1 là tôi phải nhập cái ký tự này đã. Bước 2 nè, tôi phải xác định nó là chữ, đúng không? Số thì đâu phải nguyên âm phụ âm được, đúng không ạ? Ký tự đặc biệt lại càng không phải, đúng không? Thì nó phải là từ A tới Z, đúng không ạ? Ok. Sau đấy mình phải kiểm tra nó có phải là từ A tới Z không. Chưa? Đây, bây giờ tôi sẽ giải quyết cái bài toán này như sau. Đấy, xẹt xẹt sao sao nha. Đấy, bây giờ tôi sẽ có như này nè. Bước 1 nè là nhập một số, nhập một ký tự. Bước 2 nè, kiểm tra là phải chắc chắn đó là ký tự đã. Thì sau khi chắc chắn đó là ký tự xong thì tôi mới kiểm tra nguyên âm phụ âm. Phụ âm. Và sau đó mới bước 4 tôi mới xuất ra màn hình. Xuất ra màn hình kết quả. Đúng không? Nó sẽ có nhập là đầu vào nè, xuất ra màn hình đầu ra, và cái hai cái câu này nó là xử lý, phần xử lý. Được chưa? Ok. Rồi, bây giờ nè, bước 1 nè, tôi nhập. Vậy bước 2 để kiểm tra một cái ký tự nhập vào nó có phải là ký tự hay không thì các bạn làm như thế nào? Làm như thế nào? Làm như thế nào? Để kiểm tra một ký tự có phải là
là từ A tới Z hay không thì làm thế nào? Từ A tới Z. A biểu thức chính quy cũng là một cách. Đúng. Ok. Không. Số 1 nó cũng là string được mà. Đúng không? Biểu thức chính quy là một cách. Biểu thức chính quy là một cách. Hoặc là các bạn so sánh thôi. So sánh ký tự thôi. Rồi ok, tôi chỉ cho các bạn hai cách nhá. Cái ý thứ hai này, đây là nhập rồi, ý thứ hai tôi sẽ chỉ các bạn hai cách để các bạn kiểm tra nhá. Thì cách thứ nhất là ta dùng như bạn Trương nói, ta dùng cái regular expression nhá. Regular expression. Trong JavaScript thì nó là một cái đối tượng này là reg expression này. Đối tượng này các bạn search cái này in JavaScript thì nó sẽ chỉ các bạn là cái gì. Tôi sẽ khai báo một cái mẫu, một ký tự thôi, một cái mẫu nha. Và pattern mẫu bằng nè, xẹt xẹt chấm phẩy, số mũ đô la. Đừng có thấy nó la lắm, kệ nó nha, cho nó la la đi. Cái này có thể từ A tới Z hoặc từ A hoa tới Z hoa. Đấy, đấy là một cái mẫu của tôi. Nhìn nó vậy nhưng nó chỉ chấp nhận một ký tự thôi. Tại vì một móc vuông này này, nó là sẽ là một ký tự. Mình có một móc vuông là một ký tự. Thì trong móc vuông này nè, nó chỉ chấp nhận từ A tới Z hoặc từ A hoa tới Z hoa thôi. Số là không được luôn. Ok không ạ? Thì tôi vừa tạo một cái mẫu. Bây giờ nè, tôi sẽ check kiểm tra, nếu nó khớp với cái mẫu này thì tôi làm tiếp, không khớp tôi bảo lỗi. Ok chưa? À, if nè. Cái pattern chấm test. Rồi. Đối số của tôi là cái CH á, CH mà tôi nhập tên trên này vào là CH. Nếu như khớp, tức là cái này là nó sẽ bằng chu nè. Nếu khớp thì tôi sẽ kiểm tra, còn nếu không khớp thì ta phủ định nhá. Hiểu không? À, cái phủ định này mấy bạn cũng rồi, bây giờ khớp trước đây. Nếu khớp thì tôi bắt đầu kêu kiểm tra. Đấy. Nếu không so khớp với cái này, tức là nó không có thỏa mãn cái mẫu này, không trùng hợp thì tôi sẽ không thỏa mãn cái mẫu này, thì tôi sẽ console log ra cái anh là đề nghị nhập lại. Okay, bây giờ tôi test cái không khớp nhá. Giờ tôi để số 1 nè. Ôi cha, quan nhầm. À, tôi để số 1 nè. Ôi sao ra nhầm. Đề nghị nhập lại thế chưa? Rồi chạy lại nè. À, chữ đô la nè. Đề nghị nhập lại nè. Hai số nó không, hai chữ nó không cho nữa. AB nó không cho, nó bắt buộc một chữ thôi. Đề nghị nhập lại. Có hiểu không ạ? Đây là cách bắt lỗi đơn giản nhất luôn. Còn nếu như mà tôi có cách bắt lỗi khác thì hơi bị phức tạp xíu. Tức là tôi phải so sánh lớn hơn bằng A, nhỏ hơn bằng Z. Nhưng mà tí nữa tôi phải demo để các bạn biết là có thể làm được như vậy. Rồi bây giờ khi nó khớp rồi, nếu tôi nhập là ví dụ như chữ A chẳng hạn, A nhỏ này nó khớp rồi, thì tôi sẽ thực hiện công việc trong này. Được chưa? Vậy tôi sẽ có như này nè. Các bạn sẽ để ý nhá. Cái dữ liệu tôi nhập vào có thể là chữ hoa hoặc chữ thường. Đồng ý không? Thì bây giờ các bạn phải so sánh nó chữ A chữ thường hết. Bây giờ tôi muốn rút gọn lại code. Đúng ra tôi phải như này nè. Case A và case A hoa đúng không? Tôi phải viết double lên. Tôi phải so sánh. À rồi bây giờ tôi phải quay lại cái suýt đã nha. Tôi sẽ giải thích câu lệnh suýt trước nha. Khi cái điều khiển chương trình người ta gặp câu lệnh suýt thì nó làm gì? Nghe nè, nghe các bạn nha. Khi tôi gặp câu lệnh suýt, nó sẽ tính toán cái CH này nè, tính toán cái biểu thức ở trong suýt. Nhớ nè, biểu thức ở trong suýt nó trả về một cái hằng số. Hằng số này có thể là một số nguyên, có thể là một chuỗi và có thể là một ký tự.
Nếu lập trình Java nó chỉ là một số nguyên hoặc một ký tự thôi. Còn chuỗi nó không cho, số thực càng không cho. Nhưng mà ở trong JavaScript nó có thể so sánh chuỗi được. Tức là ở đây có thể là một chuỗi, có thể là một số. Thoải mái nha. Nó sẽ lấy giá trị của CH đây nè. Nhớ nè, cái này nó trả về value. Còn cái biểu thức sau if thì nó trả về true hoặc false thôi. Hiểu không? Còn cái này nó trả về giá trị nha. Thì nó sẽ tính toán anh này. Nếu anh này trùng với cái case thứ nhất, tức là nó bằng với cái hằng số của case A này, thì nó sẽ thực hiện câu lệnh sau cái case A. Nếu nó gặp break thì nó sẽ thoát khỏi switch. Đúng không ạ? Nếu như nó không bằng A hoa nhỏ, A nhỏ mà nó bằng cái A lớn, thì nó sẽ bỏ qua cái case này. Nó thực hiện câu lệnh sau A lớn, nó thực hiện cho đến khi nào gặp break, nó thoát ra khỏi câu lệnh switch. Hiểu chưa? Rồi, bây giờ nè, bài toán của mình sẽ là gì đây? Mình sẽ nguyên âm là 5 chữ anh ốm em ú ùi, đúng không? Thì 5 chữ đấy là chữ thường, còn 5 chữ hoa nữa thì phải nó double không các bạn? Rồi, đây là cô copy nha. Trời ơi, anh ốm nè, em nè, ú nè, nhiều gia đình vậy các bạn. Đi nè, được chưa? Ok chưa? Ok, rồi các bạn nhìn nha. Cái dưới nó cũng phải double như vậy. Thì bây giờ tôi thay vì không double tôi làm gì các bạn? Tôi ép nó về, tôi ép nó về cái chữ hư thường hết hoặc chữ hoa hết. Đúng không? Rồi bây giờ nhìn nè. Tôi tạo một cái biến và CH tạm sẽ gán bằng CH chấm chấm to lowercase. Tôi đưa về nó chữ thường hết. Sau cái này tôi chỉ so sánh cái CH tạm thôi. Đúng không? Vậy thì chỗ này không có cần nữa không ạ? Bỏ. Tại vì tôi ép nó về hoa, tôi cũng ép về thường. Đây, đó là mèo để rút gọn cốt. Hiểu không ạ? Rồi, còn rút gọn cái nữa này. Vậy thì có nghĩa là tôi sẽ làm gì các bạn? Tôi sẽ, nếu là A thì tôi sẽ console log ra cái anh gì đấy ạ? Console log anh là cái CH cộng là nguyên âm. Tôi hỏi các bạn một cái nè. Tại sao tôi so sánh CH tạm ở đây tôi lại xuất ra CH các bạn? Đúng rồi, đúng rồi. Xuất ra cái đúng cái mình nhập vào. Còn cái này là mình để tạm để mình so sánh thôi. Còn nếu chữ hoa thì nó xuất ra chữ hoa, chữ thường nó xuất ra chữ thường. Hiểu hiểu đúng không ạ? Rồi, về nguyên tắc là tôi sẽ phải copy hết mấy anh cha này vào đây, các bạn thấy không? Về. Đúng không? Về. Về. Đó. Còn ngược lại thì nó tôi xuất ra lock cái phụ âm. Và đương nhiên tôi chả cần break bởi vì đến đây nó sẽ rớt ra ngoài rồi. Thì phụ âm nó nhiều hơn cho nên tôi sẽ để riêng ra đây. Bây giờ các bạn để nha, tôi để A thì ô ta. Đây tôi chạy lại nha. Tôi để cái A nè thì nó là xuất ra là nguyên âm. À tôi để cái B nó xuất ra là phụ âm. À tôi để cái C, à để cái anh ốm ô nó cũng xuất ra là nguyên âm. Tôi để ô viết hoa, nó cũng xuất ra ô viết hoa là nguyên âm. Là đúng rồi đúng không ạ? Nhưng các bạn thấy nè, cốt này nó bị dư đúng không? À thì nó, các bạn lưu ý chỗ này nè. Nó có câu lệnh nhảy, câu lệnh break này. Tức là trong câu lệnh switch, nó chỉ thoát ra khỏi câu lệnh switch khi nào gặp câu lệnh break thôi. Bây giờ nha, nếu case A, nếu là tôi nhập A thì nó sẽ thực hiện console log cái này.
và nó sẽ gặp break thoát ra ngoài, đúng không? Bây giờ các bạn để ý nè, tôi bỏ break thì sao? Nó không thoát, nó không thoát mà nó sẽ chạy tiếp cái này đến khi gặp break nó mới thoát. Vậy nó sẽ chạy có lần này mấy lần? 2 lần, đúng không? Chạy lại có nha, a nè, chạy 2 lần. Vậy thì lần này tôi bỏ được không? Bỏ đi chứ, giữ. Rồi chạy lại nè, a, có phải chạy 1 lần không? Vậy có nghĩa là gì? Nếu như tôi không để break thì nó sẽ chạy tiếp tục, chạy tiếp. Nó không so sánh nhá, nó chỉ chạy câu lệnh thôi, còn không chạy case. Nó so sánh cái case. Nếu trùng khớp cây này thì nó sẽ gặp break thì nó mới thoát, không gặp break nó chạy tiếp. Nhưng không so sánh nữa, tại so sánh 1 lần thôi. Vậy có nghĩa là mấy cái này giống nhau thì ta bỏ được hết mấy cái này không ạ? Bỏ hết luôn. Ok không? Để cái cuối thôi, chính xác. Đây là tôi để cái A, nó cũng ra, đúng không? Để cái E, nó cũng ra như vậy. Nó ra 1 lần thôi. Ok chưa? Thì nó sẽ rút gọn cốt lại. Ổn không? Ok không? Hiểu hiểu chỗ này không? Thì các bạn phải lưu ý là trong cái câu lệnh suýt nó sẽ có mấy điểm như sau. Thứ nhất là biểu thức này nó luôn trả về value, nó không trả về true false. Vẫn có thể là true false, nếu cái biểu thức đấy trả về true false thì nó chỉ có 2 giá trị thôi. Nhưng mà đặc điểm anh này là nó trả về value. Thứ hai nè, nó chỉ thoát khỏi switch khi nào nó gặp break. Hiểu không? Không có break là nó chạy mít luôn, nó chạy hết. Khi nào gặp dấu mốc nhọn nó mới thoát ra ngoài. Đó. Thì ta có thể dựa vào cái break để ta điều khiển cái switch này. Ok không? Đấy, đã hiểu chỗ này chưa? Ờ. Ok. Rồi, bây giờ cái này là ta dùng pattern đúng không? Có một cách thứ hai nữa mà dùng cái này mà nhiều bạn không biết này. Hả? Không, tôi ép nó về character. Cái này thì hơi nó dài hơn một xíu. Bây giờ nhá, tôi có cách thứ hai nè. Tôi comment anh này trước lại nha. Đây bây giờ nào, cô sẽ ép nó về nào. Bây giờ cô sẽ lấy nào. Tôi không biết CA, CH các bạn nhập bao nhiêu ký tự. Các bạn có thể kiểm tra. Nếu kiểm tra bắt buộc nó nhập 1 ký tự thì các bạn chấm len á. Hiểu không? Chấm len. Nếu mà bằng vượt hơn 1 phân tử thì các bạn bỏ lỗi. Nhưng mà tôi không cần, tôi bỏ qua cái phần chấm len nha. Tức là nó phải thêm phần để kiểm tra độ dài nữa. Tôi cần nhập 1 ký tự mà người ta nhập 2 ký tự thì cái đấy là không đúng rồi. Thì các bạn bắt lỗi chỗ đấy, đồng ý không? Thì bây giờ mình bỏ qua chỗ đấy nè. Bây giờ giả sử như tôi không cần biết anh nhập 1 ký tự. Tôi lấy ký tự đầu tiên. Tôi có là và my ch. Đây, gán bằng ch.chs. Đâu rồi? Cha s. Đây. Các bạn nhìn đọc cái document đó nè. Sao đọc cái document nó đâu? Đây. Ủa? Không phải hả? Từ cha s nè. Không. Nó trả về string à? Thế không. Number. Nó trả về 1 phân tử à? Chấm tụ. Thằng này cha cái gì nhỉ? Có cái hàm là character data, không phải. Nó để ép kiểu thành character cũng chẳng cần. Thôi khỏi cha s đi. Thực ra cái hàm cha s này nè là trong, nếu trong Java thì nó return cái ch, return cái character. Anh này không có character. Nhưng mà cha s này là nó dùng để lấy cái phần tử, tức là giá trị tại phần tử tại vị trí số việc không thì nó lấy phần tử đầu tiên. Nếu mà cha s 1 thì nó lấy cái phần tử thứ hai. Thì bây giờ chúng ta giả sử nó có 1 phần tử thôi.
một ký tự thôi, thì tôi khỏi trái hết đi. Để tôi so sánh này các bạn này. Rồi, tôi so sánh nha, để các bạn biết cái hàm, có cái hàm trái của nó nha. If CH lớn hơn bằng A và CH nhỏ hơn hoặc bằng Z, và ta cũng để cái tạm ở ngoài này, để ngoài này để chia, tôi ép kiểu nó nha, tôi lâu cây này để ngoài này, và cái này là tôi để cái là CH thành tạm, CH tạm đúng không, đồng ý chưa? Đấy, nó bị thiếu cái dấu mốc nhỏ nang, dư một dấu rồi. Ok, vậy là gì? Nó so sánh nếu nó lớn bằng A hoặc là nó nhỏ hơn Z thì nó tiếp tục so sánh được luôn. Cái này các bạn để là ví dụ như số 1 nè, nó bảo lỗi đề nghị nhập lại nè, để ví dụ chữ B nè, nó là phù âm nè, thấy chưa? Chỗ này nhiều bạn không biết. Đấy, thì nó hiểu như thế. Biết vì sao nó hiểu không? Không phải. Biết vì sao nó hiểu không? Bồn má ASCII, bảng má ASCII. Thì mỗi con số này nó sẽ có một cái bảng má, một cái má. Ví dụ như chữ A hoa nó là 65, 65. B sẽ là 66. Còn A thường thì là 97. Tức là chữ hoa với chữ thường nó cách nhau 32 ký tự. Vậy là suy ra thôi. Đúng không? Nó cách nhau 32 ký tự hơi xưa các bạn. Trong ngôn ngữ sin nha, ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ lập trình sin là chúng ta sẽ không có hàm để chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại. Cho nên các bạn phải viết bằng tay. Viết bằng tay thì tôi chỉ cần trừ, cộng trừ đi 32, tôi ra chữ hoa chữ thường thôi. Tôi có chữ hoa thì tôi cộng đi 32, tôi ra chữ thường. Tôi có chữ thường, tôi trừ đi 32, tôi sẽ ra chữ hoa. Là xong. Hiểu không ạ? Nói chung là kiểu già rồi thôi. Hay quên mà lại nhớ dai. Đó là nhớ cái chuyện ngày xưa đó. Đó, cái này là ngày xưa. Hay quên mà lại nhớ dai. Có biết không? Có biết mấy người già hay cử cái chuyện cũ mà cứ kể đi kể lại, biết không, đúng không? Rồi, chỗ này hiểu chưa? Chỗ này hiểu chưa các bạn? Rồi, ok. Để các bạn hiểu là chúng ta có thể làm những việc như thế này, đúng không ạ? Đấy, nếu trong Java nha các bạn, các bạn phải chuyển nó về character mới làm được việc này, chuỗi không làm được. Ok. Đấy, JavaScript nó dễ dãi hơn. Ok chưa? Rồi, vậy là ta đi được đến cái gì ạ? Sweet. Thấy không? Quá nhiều nhỉ? Thôi bây giờ nghỉ giải lao để các bạn làm bài tập được không? Thôi à? Nốt à? Ờ, còn có 20 phút nữa nốt nha. Nghỉ thở à? Hả? Đây, chúng ta quay lại cái này. Vậy bây giờ đến cấu trúc lặp. Cấu trúc lặp này nè, khi nào mà đến cái bài tập mảng ấy là các bạn sẽ thấy nó rối bời à. Đấy, mảng hai chiều. Bữa trước tôi làm bài toán một cái bài, một cái bài mà cần đến mảng hai chiều. Một bạn trả lời cô luôn, cô em chưa bao giờ làm mảng hai chiều luôn. Đấy, bạn chỉ làm một chiều thôi, hai chiều bạn còn không biết luôn. Đấy, ok. Thì bây giờ nè, cấu trúc lặp này gồm câu lệnh gì ạ? Câu lệnh for, while, khoai với cái gì ạ? Hả? Do while không tính hả? Do while đấy chứ. Rồi for x đúng không? Ok. Đấy, cái này là có mấy cấu trúc lặp. Thì cái for x nó chỉ dùng cho mảng thôi. Ok. Rồi cấu trúc nhảy thì có gì ạ? Break, continue. Rồi gì ạ? Return. Rồi
Go to. Rồi gì nữa? Cái gì vậy? Exit. Không có. Go to về cái nhãn label. Khi nói là cấu trúc go to đấy, nó trong cấu trúc go to đến cái nhãn, cái label nhá, không phải start. Rồi. Return exit right continue. Rồi thôi, tao tạm thôi từng đấy. Thì bây giờ nha. Khoan này. Các bạn có cần cô giải thích kỹ mấy câu lệnh lặp không? Mấy cú pháp lặp này có cần không? Không cần đúng không? Rồi, có cần phân biệt giữa break, continue, return các thứ không? Không cần đúng không? Con nghỉ học con đi về. Giỏi quá rồi. Nói giỡn thôi. Vậy thì bây giờ như này nè, mấy cái cấu trúc này á, thì khi nào làm tới mà cần giải thích, cô sẽ giải thích nhá. Không, học tiếp một. Rồi bây giờ các bạn đã mệt chưa, muốn nghỉ chưa? Rồi à. Ok, hiểu. Bây giờ như này, thực ra nó có một phần nữa nè. Nó có cái phần gọi là object nè. Object nè. Array nè. Rồi. Rồi các phương thức xử lý mạng nè. Ok chưa? Thì cái này nhá, cô sẽ dạy vào buổi sau. Ok? Đồng ý không? Thế là nó ta bây giờ còn cái gì ạ? Còn cái object, array. Mấy cái này hay lắm mà phải nói nhiều. Phải nói nhiều. Vậy là bây giờ chúng ta dừng lại đây được chưa? Stop nha. Đấy, đáng lẽ tôi để dành cái này để làm về mảng này, bữa sau vẽ lại. Rồi, bây giờ chúng ta stop nè.